Chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Những cái video lần trước thì tôi có giới thiệu cho anh em cái dụng cụ để anh em chơi bài lá, tài xỉu và sóc đĩa. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái dụng cụ để anh em chơi bầu cua trong cái ngày lễ Tết sắp tới này. Giới thiệu với anh em đây là cái bộ bầu cua bán rung 6 mặt mà tôi đã làm sẵn. Bộ này thì chắc là nó cũng không còn xa lạ gì đâu với anh em nữa rồi, đúng không? Đó, bộ này cũng có công tư mới là cũng có sửa là xong rồi, nhưng mà sử dụng rất là ok và hiệu quả nha em, nó rất là chuẩn, đã được 6 mặt luôn nên em về mà sập sẽ chơi là rất là ok. Bộ này á là tôi làm sẵn trên cái hộp bằng xốp làm 2,5 phân. Chỗ anh em chơi hộp gì á thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi sẽ làm theo cầu. Nhiều chỗ anh em chơi hộp gỗ, sứ hay là giấy thì cứ nhắc điện thoại lên alo cho tôi, sẽ có hàng giao cho anh em liền nha. Bên cơ sở của tôi chỉ bán hàng về chất lượng thôi, không có chuyện bán lừa đảo lừa gạt anh em, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Tôi không có chuyện bán cho anh em về chơi không được lúc sót và lúc đó thì tôi không có bán đâu. Anh em ở gần thì có thể qua trực tiếp với cơ sở của tôi gần chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh để xem và test hàng và mua trực tiếp luôn cho nó ok và yên tâm ha. Tại vì đó là những anh em mới, còn những anh em cũ thì rất đơn giản rồi, tôi lại gửi hàng cho anh em không. Đó, tôi quay lại với cái buổi này thì tôi sẽ giới thiệu anh em là cái bộ này, hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn. Đây, đây tôi làm sẵn này, đây là tôi làm sẵn nha anh em. Nó tương đương nhau thôi, không có gì nhiều hết. Đó, em hoàn toàn có thể yên tâm. Để chơi được cái này thì em phải luôn bộ về vào. Thứ nhất, thứ hai là trồng một rung này đến tới 10 là em không thể chơi được. Để báo được 6 mặt luôn. Để rất là chuẩn, báo rất là chuẩn và rất là ok. Mỗi cái cục rung là có một công thức khác nhau, anh em phải làm là giống nhau nha. Hơn nữa là cái bộ này á, là bên cơ sở của tôi là sử dụng chip có chất lượng rất là tốt, rất là ok. Và cái bộ chip này là hoàn toàn có thằng sóng, một cái cục rung này đi kèm với một cái bộ chip thôi, ngoài ra không có bất kỳ thiết bị nào có thể bắt được sóng của cái hộp này hết, nên em hoàn toàn yên tâm sử dụng, không sợ bị bắt sóng, trộm sóng gì hết ha. Này, test cho em xem vài ván là em biết cái độ chuẩn xác nó như thế nào. Khi em muốn sở khi em sở hữu cái bộ này rồi á, thì tôi chỉ cho em những cái công thức mà để biết được cái rung, mà để biết được đó là mặt của con gì. Đây có gà này, em có gà này. Ăn bán rất là chuẩn nha nè. Mở con gà, tắt con gà nữa. Đó. Rồi, nhảy bên này rồi. Bên này nè. Đó, rất là chuẩn nha, rất là ok nha. Anh em nào muốn sở hữu cái bộ này á thì cứ nhắn điện thoại lên và alo trực tiếp cho tôi sẽ hướng dẫn cho anh em, hướng dẫn em các cô rất là dễ. Giờ nói chung mình thời buổi này là chuyển phát nhanh hay là xe cổ này kia thì nó rất là thoải mái, rất là nhiều, nên em không phải lăn tăn về cái chuyện có nên mua hàng rồi nhận được hàng không nha. Rồi, anh em nào có thắc mắc về cái này thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Bên cơ sở của tôi á, là ngoài cái bộ bán cái đồ bầu cua thì bán có tất cả các loại dụng cụ hỗ trợ cho anh đi chơi, từ tài xỉu này, sóc đĩa, bài lá và tới những cái phiên bản game và cung cấp quy luật game. Nhưng mà là anh em có nhu cầu gì thì cứ alo trực tiếp, tôi tư vấn kỹ hơn. Nói chung mình thời lượng video cũng có hạn thôi, tôi chỉ nói ở đây nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video của tôi.
hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt.